Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 116 Tại cửa chính của nhà họ Quý, tiếng pháo nổ vang từng đợt. Quý Diệu Đình đã xuống ngựa, đang được người dẫn chương trình hướng dẫn chuẩn bị bắn cung. Tang thập tứ lang kéo Dương Tĩnh Nguyên vào cửa chính của nhà họ Quý. Người đến dự tiệc cưới, phải chào hỏi quý phu nhân. Đừng nói với ta là ngươi quên hết lễ nghi rồi, cô dâu chú rể đều phải vào cửa gấp. Dương Tĩnh Uyên không phản đối, đi theo tang thập tứ vào phòng trước. Phòng trước được trang trí hỉ dạp, bày biện tiệc rượu. Trong đại sảnh đầy các phụ nhân và khách mời, Dương Tĩnh Uyên bị Trần Ma Ma đẩy nhẹ, kiên nhẫn bước vào. Lý Ma Ma đã nhận được tin tức từ sớm, cười và bầm. Phu nhân, Tam Lang quân nhà họ Dương và đoàn Tang Lang đã đến chúc mừng. Quý phu nhân không nhịn được nghiêng người về phía trước, hai mắt sáng lên khi thấy hai thiếu niên Lang quân tay trong tay bước tới, đứng vững trái trước mặt. Tang thập tứ Lang là con em quan lại nàng đã biết qua. Lần đầu tiên thấy Dương Tĩnh Nguyên, quý phu nhân nhìn hắn nhiều lần. Chúng con đến để báo tin vui. Dương Tĩnh Nguyên cúi chào cung kính, thực hiện đại lễ. Tang thập tứ cũng chắp tay cúi chào mặt mày rạng rỡ. Chúc mừng quý phu nhân. Hai người trong trang phục lộng lẫy, nổi bật như hạc giữa bầy gà, thu hút sự chú ý của các phụ nhân và tiểu nương tử trong sành, thì thầm bàn tán không ngừng. Quý phu nhân có chút kinh ngạc trước vẻ tuấn lãng của Dương Tĩnh Uyên, trong lòng thêm phần vui vẻ. Phía trước, Lý Diệu Đình đã dắt tân nương tử vào, không có nhiều thời gian nói chuyện, nàng cười nói. Cảm ơn các người đã đến xem lễ trước dương tĩnh uyên và tang thập tứ thực hiện lễ rồi lui sang một bên dương tĩnh uyên nhanh chóng nhìn về phía quý phu nhân thấy quý anh anh và các nha đầu đang xì xào bàn tán không ai nhìn hắn cô dâu chú rể bái thiên địa tang thập tứ lang vội vàng kéo hắn tránh sang một bên phòng khách chật kín người khi cô dâu chú rể bái đường tiếng hoan hô và cười nói như thủy triều ập đến dương tĩnh uyên dựa vào tường nhìn quý anh anh từ xa tàng thập tứ lang nhìn có chút hả hê nói nàng không thèm nhìn ngươi một lần nào dương tĩnh uyên ừ một tiếng không trả lời hắn đợi một lát tàng thập tứ không nhịn được kéo kéo tay áo hắn ngươi định xin lỗi nàng thế nào đây dương tĩnh uyên liếc nhìn hắn một cái rồi nói không xin lỗi nàng thì nàng không gả ta sao tàng thập tứ hít một hơi khí lạnh ánh mắt sáng rực ngươi cứ giả vờ đi xem quý anh anh hận ngươi muốn từ hôn ngươi làm sao mà dám tiếp tục giả vờ dương tĩnh uyên nở nụ cười rạng rỡ ta quyết định rồi ta không muốn trở thành ngươi cũng không muốn biến nàng thành nghiêu thất nương thứ hai nhà ta thất nương hiện giờ đặc biệt ôn nhu đặc biệt đáng yêu ta không thể chờ đợi đến năm sau nàng cập kê thành thân tang thập tứ cảm thấy rất tự hào nói với dương tĩnh uyên sau khi hoàn thành tam bái người dẫn chương trình hô to đưa vào động phòng. Mọi người cười vui vẻ, quý phu nhân mời nữ khách vào hậu viện ngồi, các nam tân môn được chu nhị lang mời ra ngoại đường uống rượu. Quý anh anh muốn đi tân phòng để bầu bạn với tàu tử, cuối cùng có cơ hội tranh ánh mắt nóng bỏng của Dương Tĩnh Nguyên. Nàng vào hậu viện, càng nghĩ càng tức giận, gọi Lăng Nhi đến và bày kế. Đi báo cho anh ta, bảo anh ấy nghĩ cách để Dương Tam Lang uống quá chén. Lăng Nhi ấp úng, khó xử nói. Nương tử, đừng để đại lang quân uống quá chén. Hắn là tân lang mà. Yên tâm đi, chu nhị ca và bạn bè của anh ấy sẽ ngăn cản rượu cho anh ta. Quý anh anh càng nghĩ càng vui vẻ. Dám nói lời mỉa mai ta, còn không cho phép ta từ hôn. Ta không hành hắn đêm nay thì không ngủ yên được. Nhanh đi, mở rượu kiếm nam đốt xuân của dương gia đưa tới, rượu đó đủ mạnh. Đợi đến khi tiệc mở màn, quý diệu đình vén khăn voan lên và đi ra chào hỏi khách hắn kéo chu nhị lang sang một bên cúi chào khiến chu nhị lang vội nghiêng người tránh đại lang cần gì phải làm đại lễ này quý diệu đình vui vẻ nói nhị lang muội tử ta không có duyên với ngươi ngươi vẫn nhiệt tình giúp ta thật khiến ta phải cảm tạ chu nhị lang thở dài nói đại lang chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ ta biết nhà ngươi có thù với triệu gia Chu gia chỉ là gia đình nhỏ, cưới anh anh về lại gây thêm rắc rối. Nàng có thể gả cho Dương Tam Lang, Dương gia chắc chắn sẽ bảo vệ nàng. Ta hiểu điều đó, không cần khách khí." Quý Diệu Đình đấm nhẹ vào vai hắn, nói thật, nhưng trong lòng ta không thoải mái, ta không có bản lĩnh, không bảo vệ được muội tử nhà mình, để Dương gia thừa dịp mà vào. Hôm nay Dương Tam Lang đến chúc mừng, ta nhìn hắn thế nào cũng không vừa mắt. Hai người nhìn nhau, cười gian như đồng mưu, nắm tay nhau đi vào chỗ ngồi. Bên ngoài, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, quý diệu đình giao lưu khắp nơi. Quay đầu lại, thấy chu nhị lang dẫn một nhóm bạn bè bao vây Dương Tĩnh Nguyên và tang Thập Tứ. chu nhị lang hào sảng nói thẳng. Dương Tam Lang, người đính hôn với quý nhị nương, nàng là muội tử của ta. Bạn bè của hắn cùng nhau hô lớn. Là muội tử của chúng ta. Chu Nhị Lang cuối cùng uy phong trước mặt Tang Thập Tứ và Dương Tĩnh Nguyên. Hôm nay ngươi phải vượt qua cửa ải rượu này của ta. Một đám người cười ầm lên. Vượt qua cửa ải rượu này của chúng ta. Tang Thập Tứ Lang âm thầm đếm, 11 người, mỗi người nâng 3 cân rượu kiếm nam đốt xuân. Hắn nuốt khô miệng, tự tin nói. Người ta nói Cường Long không áp chế được Cường Hào ác bá. Tam Lang, hai đứa sóng vai, thua người không thua trận. Các ngươi muốn một người lên hay cùng đi? Cùng đi, rượu trong vò đủ để tắm. Dương tĩnh uyên không ngốc, nhưng có lúc, nam nhân dựa vào lòng kiêu hãnh. Hắn không nói hai lời, cầm vò rượu trước mặt mở và rót. Ánh mắt chu nhị lang sáng lên, cùng hắn đối ẩm. Một vò rượu hết sạch, chu nhị lang hưng phấn nói. Tốt, tiếp tục. Dương tĩnh uyên học võ với đạo sĩ Thanh Thành, tu luyện đạo gia nội công tâm pháp một vò rượu uống một ngụm không thở. Đến vò rượu thứ ba, mặt chu nhị lang đã đỏ như thịt kho, bộ dạng say rượu, phun ra rượu, trượt khỏi bàn. Bạn bè của hắn đầy nhiệt huyết, đồng loạt xông lên. Khi quý rượu đình tiếp rượu xong một vòng và đến bàn này, trên ghế và mặt bàn đầy người nằm ngổn ngang, tang thập tứ không chớp mắt ôm vò rượu rỗng ngồi sững sờ trên ghế. Dương tĩnh uyên như người vừa mò ra từ nước, trên mặt vẫn còn cười. Dương Tam Lang. Quý Diệu Đình đưa tay vẫy trước mặt hắn. Dương Tĩnh Uyên cười với hắn một cái, rồi gục đầu vào khuỷu tay của hắn, say mềm. Quý Diệu Đình cũng đã uống không ít rượu, nhưng vẫn nhớ đây là đêm động phòng hoa trúc của mình, cố giữ tỉnh táo. Thấy vậy, hắn đá Chu Nhị Lang. Tỉnh dậy, hắn say rồi. Chu Nhị Lang mở mắt, lung lay đứng lên, cúi đầu nhìn Dương Tĩnh Uyên, cười khà khà. Có thể không sai sao? rượu của ta hơn phân nửa là nước, hắn uống toàn là rượu. Vừa nói xong, hắn gục xuống khiến mọi người tỉnh cả. Tang thập tứ đau đầu nói. Ngươi, các ngươi chơi gian. Mọi người cười to. Ngươi không gian, sao ngươi còn nói được? Tang thập tứ ném vỏ rượu rỗng nói. Nước thấm rượu cũng là rượu, ta không tính là gian. Hắn đảo mắt, chắp tay nói. Giờ không còn sớm, ta đi trước một bước. Không đợi mọi người phản ứng, tang thập tứ lang bị người hầu kéo đi như trốn khỏi nhà họ quý khi lên xe tang thập tứ lang rung đùi đắc y nói tam lang huynh đệ ta đã làm hết sức rồi đây là cơ hội tốt người chờ uống canh giải rượu của quý nhị nương đi đêm khuya tân khách lần lượt cáo từ tang thập tứ bỏ mặc dương tĩnh uyên chạy mất quý diệu đình hiểu ý đưa dương tĩnh uyên ra ngoài viện an trí trong phòng cũ của hắn khi hắn đi đến tân phòng Quý anh anh đã chờ ở cổng. Ca, đã làm hắn uống quá chén. Quý Diệu Đình gật đầu cười, ánh mắt lướt qua Lăng Nhi đang cầm hộp cơm, không nhịn được nhắc nhở. Ngươi đừng bỏ ba đầu vào canh giải rượu là được, đừng quá đáng. Quý anh anh cười hì hì nói. Yên tâm đi, ta chỉ bỏ thêm chút muối và giấm chua thôi. Sau đó phân phó quý ưng, đừng đưa nước trà vào phòng hắn. Ngươi mau vào đi, đừng để tẩu tử sốt ruột chờ nàng vui vẻ dẫn lăng nhi đi quý diệu đình bật cười chỉ cần muội muội không ảnh hưởng đến toàn cục là được trong lòng hắn chỉ nghĩ đến tân nương tử không quản dương tĩnh uyên sống chết trực tiếp chạy đến tân phòng sau khi tiệc tàn và đưa đi nữ khách quý phu nhân đi ngủ hoàn toàn không biết hai huynh muội cùng chu nhị lang đã liên thủ chỉnh dương tĩnh uyên chuông 117 quý anh anh ngáp một cái mí mắt cô nhanh chóng khép lại Làng Nhi ngồi cạnh cô, lo lắng nói. Nương tử đã mệt mỏi cả ngày rồi. Nếu không thì, trở về nghỉ ngơi đi. Mang canh giải rượu đến cho ta. Quý anh anh không muốn phí công sức vô ích, cô quyết tâm. Uống một hớp canh giải rượu, tuyệt đối không ngủ. Nhưng mà... Trong súp thêm giấm chua, bỏ muối và một chút gia vị làm điền ma ma phải đau lòng mà than vãn. Làng Nhi chưa kịp khuyên thêm, quý anh anh đã mở nắp hộp cơm, lấy từ trong ra một chiếc chén sư ấm áp, múc một muỗng canh giải rượu và uống thử. Mắt cô bỗng trợn tròn, nháy mắt ra hiệu cho Lăng Nhi. Lăng Nhi vội đưa cho cô một chén trà, quý anh anh hừ hừ nôn ra sạch sẽ. Uống nước trà để tráng miệng, cô thở phào, tinh thần phấn chấn. Thấy không, ta đã nói là có hiệu quả mà. Đi, dục nhanh quý ưng, sao lại thay quần áo lâu như vậy? Lăng Nhi cười khổ. Dương lang quân bị rượu thấm ướt hết xiêm y, say như chết. Một mình tiểu ưng không thể giúp hắn tắm rửa và thay quần áo được. Nhà họ quý thiếu người làm, chỉ còn lại quý diệu đình đi hầu hạ dương tĩnh uyên. Nếu hắn tỉnh lại sau khi tắm rửa và thay quần áo mà không uống canh giải rượu thì làm sao? Quý anh anh hư một tiếng. Ta nên giả trang làm gã sai vặt thành ca ca để hầu hạ hắn. Nương tử. Làng nhi kinh ngạc bởi sự can đảm của cô dù đã đổi thiếp canh đính hôn, nhưng chưa có lễ vật đính hôn. Nếu Dương Lang Quân nhận ra ngươi, hắn sẽ cho rằng nương tử lỗ mãng. Ha, thật tốt quá, tử hôn cũng không sao, ta không quan tâm, dù sao ta cũng đã quyết định lấy tiền nhà hắn. Quý anh anh không còn kiên nhẫn, nghe Lăng Nhi nói vậy, càng thêm không kiêng nề gì cả. Dù nói như vậy, cô cũng không dám thật sự đi hầu hạ Dương tính Nguyên tắm rửa thay quần áo, đứng dậy mang theo Lăng Nhi ra phòng khách đứng trong hành lang uốn khúc một lát, Quý ưng ôm một đống xiêm y ướt nhẹp từ trong phòng đi ra. Quý anh anh gọi Quý ưng lại, hạ thấp giọng hỏi. Dương Tam Lang thế nào rồi? Quý ưng đưa xiêm y lên trước mặt, ý bảo nàng xem. Tất cả đều thấm rượu, áo trong cũng ướt, thực không hiểu nổi Dương Lang Quân là uống rượu hay rót rượu lên người. Ngày nhìn này, có thể vắt ra rượu được. Ta hỏi người hiện tại thế nào rồi? Quý anh anh vội la lên. Ta phải nhờ cha ta giúp mới đưa được hắn vào thùng tắm. Đã thay xiêm y cho hắn, nhưng Dương Lang Quân vẫn không tỉnh. Quý anh anh hài lòng, dẫn Lăng Nhi hướng về phòng của Quý Diệu Đình. Vào phòng, Quý anh anh cùng Lăng Nhi rón rén đến tủ đứng ngăn cách phòng trong, nhấc rèm cửa lên một góc để nhìn. Trên chiếc bàn thấp cạnh giường có một chiếc đèn dầu, ánh sáng lờ mờ. Dương Tĩnh Uyên mặc xiêm y trắng của Quý Diệu Đình, ngủ trên giường. Tiếng ngáy nhẹ nhàng có nhịp điệu vang lên, chủ tớ hai người trao đổi ánh mắt, biết rõ hắn ngủ say. Quý anh anh hạ rèm cửa, thì thầm với Lăng Nhi. Mang hết các bình trà trong phòng đi, nói với Quý Ưng đêm nay giả chết không được đến hầu hạ. Ta tự mình đút hắn uống canh giải rượu, đỡ phải hắn phát tác với ngươi. Lăng Nhi lo lắng nhìn cô. Quý anh anh ngẩng đầu, ra hiệu cho nàng không cần lo lắng. Hai chủ tớ chia nhau hành động. Quý anh anh cầm hộp cơm đi vào phòng. Cô mở hộp, lấy chén sứ từ phích nước nóng ra, múc một chén canh và đặt lên chiếc kỳ trà. Cô há miệng định gọi Dương Tĩnh Uyên tỉnh dậy, nhưng lại dừng lại. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, bóng vàng làm rõ nét khuôn mặt hắn. Hắn có đôi lông mày thật đẹp, ngay cả khi ngủ thiếp đi, hắn vẫn tỏ ra rất anh khí. Cô chưa bao giờ nhìn kỹ Dương Tĩnh Uyên như vậy, trong lòng cô, hắn như một bức thủy mặc, nhàn nhạt và nhẹ nhàng, không rõ ràng. Ấn tượng sâu nhất chính là lần đó, là khi hắn cùng một nhóm thiếu gia vui cười trêu ghẹo, trên đầu cài một bông hoa cúc lớn. Là khi hắn bẻ gãy cánh tay nhánh cây đưa tới trước mặt cô, suýt nữa làm cô sợ chết khiếp. Hay là khi hắn ngồi trên lưng ngựa, mặt không đổi sắc nhìn cô, rồi buông tay, làm rơi hộp cháo đen vỡ tan trên đất. Trong đầu cô không có hình ảnh nào giống hắn lúc này hắn điểm tĩnh ngủ những lời đả thương người phảng phất không phải từ miệng hắn nói ra được quý anh anh vô thức đưa món tay lên môi hắn như thể làm vậy hắn sẽ không thể nói ra những lời đó đúng lúc này dương tĩnh nguyên đột nhiên mở miệng cắn món tay cô quý anh anh giật mình muốn rút tay lại cô dùng lực nhưng dương tĩnh nguyên cũng dùng lực giữ hắn cắn không mạnh hàng ngày không để cho cô rút món tay ra hắn thậm chí không mở mắt dáng vẻ vẫn rất thoải mái. Đồ vô lại. Quý anh anh nóng này, đưa tay phải bóp cằm hắn. Dương tĩnh uyên nhắm mắt lại, nắm lấy cổ tay cô, không kiềm chế được mà liếm món tay cô. Mặt quý anh anh đỏ bừng. Tên khốn kiếp, Ngươi giả vờ ngủ, nhả ra. Dương tĩnh uyên từ từ mở mắt, tiếp tục mút món tay của cô. Đôi lông mày đẹp mắt của hắn khẽ động, trong mắt tràn đầy khiêu khích và vui vẻ ngay cả người ngốc cũng biết cô bị hắn đùa giỡn cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay khiến quý anh anh xấu hổ và giận dữ cô nhìn thẳng vào mắt dương tĩnh uyên bất chấp đau đớn dùng lực rút tay lại dương tĩnh uyên hé miệng để cô rút ngón tay ra sau đó bóp cổ tay cô và kéo về phía mình ôm lấy eo cô quý anh anh nằm trên ngực hắn ngươi làm gì không biết xấu hổ à thả ta ra mặt chạm vào thân thể hắn càng làm cô nóng lên, quý anh anh rất không tự nhiên, lắc lắc thân thể và gầm nhẹ. Nửa đêm tìm đến phòng ta, còn sờ mó mặt ta, ai không biết xấu hổ. Dương tĩnh nguyên liếc mắt, hôm nay hắn không giả say, không biết sẽ bị cô chỉnh thành thế nào. Quý anh anh tức muốn chết, hắn không phải là ngủ say như chết sao? Tại sao lúc này lại tỉnh táo như chưa từng uống rượu? Cô bị hắn ôm eo không dậy nổi, nghiến răng nói ta mang canh giải rượu đến cho ngươi không đánh thức ngươi rót trực tiếp nhé dương tĩnh uyên thả cô ra cánh tay gối sau gáy lười biếng nói là ta hiểu lầm câu nói kéo dài như thể hắn đã xem thấu cô quý anh anh đứng dậy đứng thẳng người bảo đảm ngươi uống xong sẽ lập tức tỉnh táo ừ đây là ngươi tự chuốc lấy quý anh anh bưng chén đưa cho hắn uống đi mùi chua sộc thẳng vào mũi dương tĩnh uyên cười khổ chén canh này chắc đã đổ một chai giấm vào. Hắn mở to mắt. Ta ngủ một giấc là ổn rồi, không muốn uống. Đem đi đi. Tại sao lại phải lấy đi? Ta không phải mất công vô ích sao? Quý anh anh miễn cưỡng cười, dụ dỗ hắn. Uống nhiều rượu hại sức khỏe, uống chén canh này, bảo đảm ngày mai không nhức đầu. Dương tĩnh uyên cố ngồi dậy, ai ra kêu lên một tiếng, đặt tay lên chán. Choáng váng đầu, nếu không thì, ngươi đút ta uống. Thật phiền phức, quý anh anh đặt chén xuống, đỡ cái gối sau cổ hắn. Được, ta đút ngươi uống. Cô múc một muỗng đưa đến miệng hắn, dương tĩnh Uyên từ từ uống vào. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 118. Quý anh anh chừng mắt nhìn hắn, dương tĩnh Uyên vỗ miệng ba cái, vẻ mặt hưởng thụ. Mùi vị không tệ. Không sai, quý anh anh nhìn chăm chú vào mặt hắn, muốn nhìn ra một bông hoa nàng máy móc tiếp tục đốt, Dương Tĩnh Uyên không đổi sắc mặt, uống hết. Cảm ơn, ngày mai chắc chắn sẽ không đau đầu. Ta khi ở nhà, uống rượu nhiều, thích nhất là uống giấm chua, càng chua càng tốt, sao ngươi biết thói quen của ta? Hắn tò mò nhìn nàng, như thể rất tò mò, quý anh anh tức giận không chịu được, dậm chân mắng. Ngươi đúng là con quái vật, vừa chua vừa mặn, lại còn rắc cả đống tiêu, dễ uống mới là. Ngươi giả vờ giả vịt, muốn lừa ta đúng không? Dương Tĩnh Uyên đứng lên, hắn chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói: "Đúng vậy, ta đang lừa ngươi, thật sự khó uống chết đi được, nhưng tại sao ta phải chịu đựng mà nói dễ uống?" Quý anh anh giận dữ nói: "Biết rõ ta nghĩ về ngươi, chẳng phải ngươi không muốn để ta đắc ý sao? Tại sao ta phải nghĩ như vậy? Ngươi không ưa ta, nghĩ ta ứng về nhà ngươi có tiền có quyền để cứu giúp gia đình ta mới đồng ý hôn sự." Nói như vậy, Ngươi không phải vì quyền thế và tiền tài của nhà ta mà đồng ý hôn sự." Dương Tĩnh Uyên bước lên một bước, nhìn nàng đầy đe dọa. "Sao không nói gì?" Quý Anh anh cắn môi, quay mặt đi, khi bị hắn kéo vào lòng, nàng kinh ngạc, giọng hắn như thở dài vang lên trên đỉnh đầu nàng. "Thật xin lỗi." "Gì?" Quý Anh anh căng thẳng, nghĩ mình nghe lầm. "Anh anh, ta giận vì khi gia đình nàng gặp chuyện, ta không có ở đó." Người hương hoa đào quen thuộc trên người nàng dương tĩnh uyên như bị thôi miên mà thổ lộ mẫu thân ta đồng ý cầu hôn với gia đình nàng vì thấy tài năng của nàng ta sợ nàng chịu ủy khuất hắn là con của vợ kế muốn rời khỏi dương gia để có cuộc sống riêng hiện tại mọi thứ hắn có đều do gia đình cung cấp quý anh anh gả vào dương gia bên ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng ngày tháng không dễ dàng nàng đồng ý hôn sự ta cảm thấy nàng không thích ta nói chuyện chọc nàng giận ta lại sợ nàng thực sự muốn hủy hôn. Biết rõ nàng đưa đến một chén canh chua một chén canh mặn, chỉ cần nàng hết giận, ta vui lòng chịu đựng. Hắn vẫn muốn lòng nàng, dù bần tiện cũng không rời, cùng nhau chia sẻ khổ đau. Nàng giống như báu vật trong tay hắn, được nâng niu và che chở như vậy. Quý anh anh bàng hoàng, nàng và triệu tu duyên là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, rồi hẹn hò, và lén lút gặp nhau vui vẻ. Nhưng nàng chưa từng được triệu tu duyên nâng niu trong tay và che chở. Trước đây, nàng chưa từng nghĩ rằng mình phải được triệu tu duyên yêu chiều và che chở như báu vật. Trước mặt triệu tu duyên, nàng có thể hờn rỗi và nóng nảy. Triệu tu duyên sẽ dỗ dành, xin lỗi và thở dài. Khi hắn nhường nhìn, nàng lập tức rộng lượng không so đo. Nàng như chim sẻ, còn hắn luôn mỉm cười. Trong trí nhớ của triệu tu duyên, từ trước tới nay, hắn luôn ôn tồn tao nhã không có biến động nàng tự nguyện cho rằng hắn yêu mình sâu đậm đến bây giờ mới hiểu rằng đó chỉ là nàng tự lừa mình quý anh anh kinh ngạc nhận ra rằng được người khác che chở cẩn thận như vậy thật ấm lòng cảm nhận được nàng thư giãn dương tĩnh uyên buông tay hắn chăm chú nhìn nàng miệng từ từ nở một nụ cười bóng tối trong phòng như rót ánh sáng mặt trời vào cả phòng trở nên sáng bừng quý anh anh nghe tim mình đập thình thịch đột nhiên khuôn mặt hắn phóng to trước mắt nàng dương tĩnh uyên cúi xuống nhìn thẳng vào nàng quý anh anh đỏ mặt xoay người bỏ chạy anh anh nàng dừng bước quay đầu chừng mắt hắn ta không giận sau này ngươi còn nói những lời đó ta sẽ giận mặt đỏ bừng ánh mắt mưu hòa như nước xuân làm vẻ nghiêm nghị dương tĩnh uyên cười lớn có thể làm phiền nàng gọi gã sai vặt mang đến hai ấm trà được không thật sự là, chua chết người. Quý anh anh mặt càng đỏ hơn, nàng hung hăng rậm chân. Đáng đời. Nàng vén rèm cửa lên và chạy ra ngoài. Thấy Lăng Nhi trên hành lang, nàng nhanh chóng nói. Gọi người mang thêm trà đến. Lăng Nhi cúi đầu, cố giấu nụ cười. Vâng. Trên đường trở về, quý anh anh đưa tay ra. Tuyết rơi rồi, thật đẹp mắt. Lăng Nhi hát hơi, cảm thấy buổi tối thật lạnh. Sáng sớm hôm sau, tuyết phủ kín cả khu vườn. Tường Nhi gọi quý anh anh dậy, hôm nay muốn gặp chị dâu mới, nàng nhanh chóng rửa mặt xong, Lăng Nhi mang điểm tâm vào nhà. Chưa đợi quý anh anh hỏi, nàng đã nói. Hôm nay phu nhân muốn uống trà tức phụ, trời vừa sáng Dương Lang Quân nói bất tiện quấy giày, không dùng điểm tâm mà đi luôn. Quý anh anh ồ lên, ánh mắt chăm chú nhìn Lăng Nhi. Lăng Nhi thu lấy khay, tinh nghịch nói. Dương Lang Quân hôm qua ngoài quà tặng, còn mang lễ vật từ trường An cho phu nhân và nàng. Nàng đi gặp phu nhân sẽ biết là gì." Nói xong, nàng chạy ra ngoài như trốn. Tường Nhi múc cho nàng chén cháo, cười nói: "Nô tỳ biết mà, hôm qua ở chỗ phu nhân hầu hạ, Lý ma ma đã tự tay nhận lễ của Dương Lang quân." "Ai cần chứ?" Quý anh anh nhếch miệng, ăn xong điểm tâm, dẫn Tường Nhi đến chính viện. Quý Diệu Đình và Trương Tứ Nương vẫn chưa đến, Quý thị đã mặc trình tề, đợi sẵn. Thấy Quý anh anh đến, Quý thị cười nói: Dương Tam Lang từ Trường An mang lễ vật cho con. Nhìn xem là gì? Lý Ma Ma mang đến một hộp hoa cúc chỉ cao nửa thước. Quý anh anh nhận hộp mở ra, bên trong là một bộ công cụ đầy đủ. Bát ngọc, chày ngọc, cân tiểu lượng, một bộ muỗng ngũ kim nhỏ, một thanh đao dài ba tấc và một hàng bình lưu ly trống. Nàng kêu lên, phấn khích. Thật đẹp. Quý thị nhìn kỹ, cười mắng. Lễ này xem như dành riêng cho con rồi. Quý anh anh lưu luyến khép nắp hộp, đưa cho tương nhi, rồi dựa vào quý thị làm nũng. Hắn tặng nương lễ vật gì? Lý ma ma cười nói. Một chiếc áo trồn nước ra, phu nhân mùa đông có thể dùng. Rõ ràng chuẩn bị lễ vật người ta thích, hết lần này tới lần khác hẹn gặp trong rừng, còn muốn chào phúng. Người khẩu thị tâm phi, quý anh anh lại một trận oán thầm, quý thị mượn cơ hội huấn đạo con gái. Anh anh, dương tam lang đối xử với chúng ta có tâm, nương an tâm con cũng đừng dùng lại tính tình trẻ con, dương gia giúp gia đình ta lúc khó khăn, lại còn kết thân, chúng ta phải biết ơn." Quý anh anh vâng lời, đang nói chuyện, Quý Diệu Đình dẫn Trương Tứ Nương đến. Trương Tứ Nương có gương mặt tròn trịa, ngọc ngà, nói chuyện ôn nhu, vừa nhìn đã biết là người hiền lành. Quý gia nhân thiếu đã lại bài vị quý phủ, tế tổ tông, nàng chính là người của quý gia. Nàng tặng cho quý anh anh một đôi giày thiêu đầu phường theo chỉ ngũ sắc, quý anh anh khéo tay, vừa thấy đã thích, quý diệu đình chào lễ xong phải đi phường nhuộm, quý anh anh cũng đi theo. Để lại quý thị và Trương Tứ Nương nói chuyện, quý anh anh muốn anh trai ở lại nhiều hơn với chị dâu. Đến phường nhuộm, điều thuốc nhuộm, liền đuổi quý diệu đình ra ngoài. Nàng mang theo hai nha đầu, trong phường nhuộm còn có quý ma ma tổng quản. Hai mươi mấy, mấy vố giả và hoán tơ tỷ đồng loạt bận rộn. Tử Nhi hâm mộ nhìn Tương Nhi đi bên cạnh Quý Anh Anh, hừ lạnh một tiếng, cùng Lục Nhi nâng giỏ nhuộm tốt đi bờ sông Tẩy Trắng. Tối hôm qua bão tuyết bay xuống, vừa chạm vào nước sông, ngón tay đông lạnh đỏ sưng, nứt nẻ, đau nhức. Tử Nhi thấp giọng mắng. Thiên nàng tốt số, đi theo nương tử làm thị tỳ, không cần làm việc trong tuyết. Lục Nhi đánh lại một trận, vỗ nàng một cái, cười lạnh nói. Người có bản lĩnh, cũng tìm cảnh cao mà bấu víu đi. Tử Nhi méo miệng nói. Đợi đó, một ngày nào đó, ta cũng sẽ không phải làm công việc dừa bố hoán tơ khổ cực này. Chương 119 Tuyết rơi báo hiệu một năm đầy gió, năm tới chắc chắn sẽ có mùa màng tốt. Bông tuyết tung bay trong đêm, phủ kín mái nhà và đường phố, trắng tinh khôi. Mỗi khi bão tuyết đến, quý thị lại nhớ nhà. Tuyết ở Trường An còn dày hơn trong đất thục, trong nhà thì ấm áp hơn nhờ bếp lò khác hẳn với những chậu than ở đất thục cả đời này nàng cũng không thể trở về trường an quý thị nhìn bông tuyết rơi trong sân nhớ lại quý lão gia đã mất sớm mẹ con đi giao hàng trong thành bóng lưng của quý diệu đình biến mất trong sân quý thị lại nghe thấy giọng quý lão gia hình ảnh của con trai và chồng 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 lên nhau trên mặt quý thị hiện lên nụ cười dịu dàng Quý thị cùng Trương Tứ nương ngồi cùng nhau xem sổ sách. Phường nhuộm hoán hoa do con trai thừa kế, quý thị không giữ việc bếp núc, nàng muốn con dâu sớm quen với sổ sách trong nhà để tiếp nhận công việc. Sắp đến lễ mừng năm mới, phường nhuộm đã hoàn thành nhóm vải cuối cùng. Trương Tứ nương tính toán sổ nợ và báo cáo với quý thị. "Mẹ, sổ sách còn lại hơn 800 quán tiền, khi Lang Quân bán đi nhóm vải này, chúng ta có thể khép sổ sách trước lễ mừng năm mới." Dương gia đã trả hết các sổ nợ bằng vàng, còn lại 200 lượng. Quý thị không đụng đến số tiền này, vì đó là sinh lễ Dương gia dành cho quý anh anh. Nhưng nàng vẫn định trả lại toàn bộ tiền cho Dương gia. Nàng muốn con gái mình sống thoải mái, không phải cúi đầu trước Dương gia. Số tiền từ sổ sách là lợi nhuận của quý Diệu Đình và quý anh anh từ việc nhuộm vài ngày đêm. Quý Diệu Đình và quý thị cùng một suy nghĩ quý anh anh muốn giúp gia đình kiếm thêm chút tiền trước khi xuất giá. Trước đây phường nhuộm chỉ có một mình quý diệu đình, nay có quý anh anh hỗ trợ, công việc trở nên dễ dàng hơn. Tứ nương, quý gia nhân đình ít, từ nay phường nhuộm này phải nhờ vào ngươi và đại lang. Đến khi xuân về hoa nở, sổ sách cửa hàng cũng sẽ giao cho ngươi. Vất vả cho ngươi. Trường tứ nương dẫn theo bốn nhà đầu hồi môn và hai quản sự ma ma đến. Nàng phụ trách quản lý việc bếp núc bà bà tín nhiệm và sẵn sàng buông tay, nàng rất cảm kích. Nhờ có ngài chỉ dạy mới tốt được như vậy. Sau khi xem xong sổ sách, hai bà tức ngồi cùng nhau theo thùa may vá. Trương Tứ Nương chủ động đảm nhận trách nhiệm của trường tàu. Mẹ, Dương Gia đưa lễ đính hôn vào ngày mai đúng không? Lúc đó con sẽ gặp ngô mama để lấy bức tranh theo của cô nhỏ. Quý thị cười nói. 20 tháng chạp, trước cúng ông táo rồi mới đến lễ đính hôn anh anh cũng không còn nhỏ, sang năm là 17 tuổi rồi. Ta định thương lượng với Dương Gia để hôn lễ vào tháng 4. Để nàng nhà mẹ đẻ qua hết tháng 3 rồi mới xuất giá. Trương Tứ Nương cười nói. Không trách sáng nay không thấy cô nhỏ. Không biết nàng đã theo bức tranh gì. Tiểu cô theo thùa giỏi, Dương Gia cưới được nàng là có phúc. Hy vọng Dương Tam Lang có thể che chở anh anh. Dương Gia phố quý trăm năm, nhưng không biết khi thật sự gả đi cuộc sống có sung túc hay không. Quý thị lo lắng trong lòng, lễ đính hôn, nhà gái thường đáp lễ bằng bánh ngọt và bức tranh thiêu tự làm. Quý anh anh đưa bức sa tanh thiêu chim khách đậu cành cho mô ma Gần đây tương nhi ngày càng nghịch ngợm, dám trêu ghẹo quý anh anh. Nương tử sao không tặng cô ra siêm y? Quý anh anh nghiêm trang nói. Không biết số đo của hắn thì làm sao mà làm được. Ngoại trừ dày, về cơ bản nhìn một cái quần áo của đối phương đều chỉnh tề. Tương Nhi tròn mắt. Thì ra nương tử muốn làm giày cho cô ra. Quý anh anh giơ tay định đánh, Tương Nhi đã xoay người chạy ra ngoài. Lúc đó Lăng Nhi vén màn bước vào, suýt nữa đụng phải. Lăng Nhi nhìn nàng nói. Càng ngày càng nghịch ngợm, trong phòng than không đủ, đi phòng bếp tìm điền ma ma lấy thêm than. Tương Nhi dạ vâng, Lăng Nhi vào, từ trong ống tay áo lấy ra một gói thuốc đưa cho quý anh anh. Nương tử, đây là người hầu của cô gia mang tới." Quý anh anh mở gói thuốc ra, bên trong chỉ có một sợi dây thô. Nàng cầm lên, chưa kịp phản ứng. "Gửi sợi dây đến để làm gì?" Lăng Nhi cười nói. "Nương tử không nhìn ra sao? Ta đoán đây là để đo kích thước giày cho cô gia. Đêm nay làm xong, ngày mai sẽ kịp." Quý anh anh vừa bực mình vừa buồn cười, ném sợi dây vào khay. "Chắc chắn không phải là để đo giày, hơn nữa, thức đêm làm giày, ta không làm." Bên ngoài cửa sổ vang lên giọng của Dương Tĩnh Nguyên. Vì sao không? Hai chủ tớ sợ hết hồn. Quý anh anh bước nhanh đến cửa sổ, mở cửa. Bông tuyết tung bay, Dương Tĩnh Nguyên cười tươi. Một thân áo dài màu đỏ tím, tuấn lãng như cành mai. Đầu vai hắn đã phủ một lớp tuyết, rõ ràng đứng ngoài khá lâu. Quý anh anh tức giận. Ban ngày ngươi lại trèo tường làm gì? Gió bên ngoài có ngọt không? Làng nhì khéo léo lui ra khỏi phòng. Dương Tĩnh Uyên không vào phòng, cười nói. Nếu nghe được nàng làm giày cho ta, gió bên ngoài nhất định là ngọt. Vậy ngươi cứ tiếp tục uống gió đi. Quý anh anh nói rồi định đóng cửa sổ. Ôi trời ôi trời. Dương Tĩnh Uyên nắm chặt cửa sổ, giơ chân cho quý anh anh xem. Giày của ta không còn đi được nữa. Nàng vẫn chưa đồng ý làm giày cho ta. Giày ra hưu, đế giày bị mòn, mũi giày dính đầy bùn. Quý anh anh ngạc nhiên. Ngươi không phải cưới ngựa sao? Sao giày lại bẩn như vậy?" Dương Tĩnh Uyên chống cửa sổ, cười nói, "Làm cho ta một đôi đi, sáng mai ta có thể mang." Hắn cười nham nhở, trong mắt có chút đỏ, giống như không ngủ cả đêm. Quý Anh Anh nhìn tay hắn chống trên cửa sổ, ngón tay lạnh đến đỏ, đốt ngón tay lại xanh, không biết hắn đứng ngoài bao lâu, nàng phủi tuyết trên vai hắn, oán giận, "Đứng ngoài bao lâu rồi? Muốn giày thì nói một tiếng, ta không làm cho ngươi sao?" Dương Tĩnh Uyên cười nói, "Ngày mai sau lễ đính hôn, ta sẽ không thể gặp nàng nữa." Sau lễ đính hôn, thương lượng xong hôn kỳ, hôn sự sẽ được định. Trước khi thành thân mà gặp mặt là điểm xấu, vì vậy, hắn mới trèo tường đứng ngoài cửa sổ để được gặp nàng một lần. Quý anh anh nhìn hắn, nhẹ giọng mắng, "Ngốc thật đấy." Dương Tĩnh Uyên chỉ cười, lúc này, chỉ có tuyết rơi lặng lẽ, hai người lặng lẽ nhìn nhau. "Nương tử," Đại nái nái đến đây lăng nhi và tương nhi bên ngoài báo tin một người đi đỡ trương tứ nương cố ý kéo dài thời gian dương tĩnh uyên xoa tay cảm thấy không lạnh lắm đưa tay nhau má nàng lưu luyến nói ta đi đây quý anh anh nghiêng người lần đầu tiên nhìn dương tĩnh uyên leo tường hắn nhảy lên nhẹ nhàng như một con chim ưng dễ dàng đáp lên tường hắn quay đầu nhìn nàng nụ cười rạng rỡ rồi biến mất phía sau tường nàng dựa vào cửa sổ, tuyết bay là tả. Quý anh anh nhắm mắt lại, nhớ kỹ khuôn mặt tuấn lãng của hắn trong tuyết. Cô nhỏ, sao lại mở cửa sổ, coi chừng cảm lạnh. Hai tỷ không kéo dài được lâu, Trương tứ nương xốc rèm cửa vào, thấy quý anh anh đứng ở cửa sổ, miệng oán trách, vội vàng kéo nàng lại, đóng cửa sổ. Quý anh anh cười mời nàng ngồi. Tại sao tẩu tẩu lại tới? Trương tứ nương lấy từ tay đại nha đầu của mình một cái cháp. Đây đều là ta và bọn nha đầu làm, chúng ta ít người, không cần nhiều hà bao khăn tay. Đều cho ngươi, sáng mai Dương gia đến đặt lễ đính hôn, hỏi số người. Nếu không đủ, Tẩu Tẩu sẽ giúp ngươi làm thêm. Cám ơn Tẩu Tẩu. Dương gia nhiều người, lễ tân nương tử qua môn cũng nhiều. Chỉ là hà bao khăn tay và vài món đồ nhỏ, quý anh anh mở ra nhìn, cảm kích cám ơn Trương tứ nương. Hôm nay tuyết rơi nhiều, đợi ca ca trở về chúng ta ăn lẩu tối nay. Trường tứ nương không ở lại lâu, đưa đồ xong liền dẫn nha đầu đi. Quý anh anh tiễn nàng ra cửa, sắn tay áo. Tương nhi, tìm đế giày ra cắt, lăng nhi, mở cái dương ra, ta nhớ năm ngoái có cất một miếng da hưu trong đó. Hai nha đầu bật cười. Nương tử muốn làm giày sao? Quý anh anh không đỏ mặt, nói. Làm giày thì sao? Hôm nay không làm xong, không ai được ngủ. Nói rồi nàng cũng cười. Chương 120 Quý Diệu Đình và Quý Phúc sáng sớm đã lái xe la vào thành để giao hàng. Nhà họ Dương trong thành mở rất nhiều cửa hàng tơ lùa. Quý Diệu Đình tránh sự hiểm nghi, không bán hàng cho nhà họ Dương mà chọn lưu ký ở cửa hàng khác. Chủ tiệm đã quen biết với anh ta từ trước, năm nay Quý Gia nhuộm ra nhiều loại vải màu sắc đa dạng, rất mới mẻ và bán rất chay. Khi thấy anh ta xuống xe la, liền ra cửa đón và nói. Mau giúp tôi dỡ hàng xuống. Quý Diệu Đình đáp. Thưa chủ tiệm, đây là lô cuối cùng của năm ngoái, có tổng cộng 50 cuộn. Chủ tiệm mời anh vào cửa hàng và tự tay mang trà nóng đến. 50 cuộn vải đều được bọc trong bao dầu, khi mở ra thì vẫn khô ráo và không bị ẩm, được sắp xếp gọn gàng trên quầy. Chủ tiệm kiểm tra một chút, khen ngợi không ngớt. Loại vải hoa mai đỏ này bán rất chạy vào dịp Tết. Vải xanh lam cũng nhuộm rất tốt, có phải là dùng thuốc nhuộm lam không? Hai cuộn vải xanh này. Ông ta cầm lên một cuộn vải xanh và xem kỹ. Màu nhuộm là xanh nhạt của cành liễu mới mọc, màu sắc rất đều, khi nâng lên cùng ánh sáng của tuyết, tạo nên một cảnh sắc thật đẹp mắt. Thật đẹp. Chủ tiệm bỗng nhiên nghĩ đến mùa xuân, không thể chờ đợi được nói. Thiếu phường chủ, loại vải xanh này, tiệm chúng tôi muốn đặt thêm 100 cuộn nữa. Đến ngày nhị long sĩ đầu tháng 2, có thể giao hàng trước ngày 15 tháng 3 không? Giá cả có thể thương lượng tốt. Quý Diệu Đình cố gắng sắp xếp tất cả vải, nhận thêm một đơn đặt hàng nữa, vui vẻ gật đầu nói. Được, trước ngày 15 tháng 3, tôi sẽ giao đến cho ngài. Hai người lập hợp đồng, nhận tiền đặt cọc, Quý Diệu Đình sau đó cáo từ ra về. Vừa khi anh ta đi khỏi, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa tiệm vải. Ngọc Duyên giúp như mũ nương xuống xe. Tiệm vải này là của mẹ đại thiếu phu nhân mở. Triệu Đại Lang phu nhân là con gái nhà lưu gia. Nhiều ngũ nương muốn đặt chân vững vàng ở triệu gia, nên cũng làm nhiều việc. Lấy cớ vào thành xử lý hàng Tết, cô dẫn người đến đây để lưu ký vải vóc. Cô không biết diệt lụa, nhưng biết phân biệt vải tốt và sống. Nhiều ngũ nương ngồi trong tiệm, chủ tiệm và tiểu nhị mang các loại vải ra giới thiệu. Cô chăm chú xem xét, đồng thời so sánh với vải trong tiệm triệu gia. Khi cuộn vải màu xanh liếu được mang ra trước mặt, ánh mắt nghiêu ngũ nương sáng rực lên. Chủ tiệm biết đây là nhị thiếu phu nhân của triệu gia, là chị em dâu với phu nhân nhà mình, nên đối xử rất nhiệt tình. Nhị thiếu phu nhân, cuộn vải này nhuộm màu rất đều, giống như được dệt từ sợi xanh. Dù là vải thô, nhưng không thua kém gì lụa, giá lại rẻ hơn. Vải này không tệ, mua 10 cuộn. Nghiêu ngũ nương nghĩ thầm, không ngạc nhiên khi nhà nhị phòng của Triệu gia luôn muốn tranh quyền gia chủ. Mẹ đại thiếu phu nhân có thực lực này, đúng là trợ lực mạnh cho Triệu Đại Lang. Chủ tiệm cười nói: "Nhị thiếu phu nhân, tiệm chỉ còn hai cuộn vải này. Sáng nay mới được Hoán Hoa Phường nhuộm gửi đến, muốn nhiều hơn phải chờ đến giữa tháng 3 năm sau. Phường nhuộm họ đang sống khá giả, sau lễ nhị long sĩ đầu tháng 2 mới bắt đầu in nhuộm trở lại." Hoán Hoa Phường nhuộm nhiều ngũ nương vuốt ve vải, cười nhẹ. Vậy tạm thời lấy trước. Khi nào có hàng trong tiệm, tôi sẽ đến mua thêm. Khi lên xe ngựa để trở về, nhiều ngũ nương dặn dò Ngọc Duyên. Mang hai cuộn vải này đến cho phu nhân. Ta nhớ phu nhân tiết độ sứ thích nhất màu xanh lá cây sáng. Lúc này, trong phủ nên chuẩn bị làm áo xuân. Ngọc Duyên dặn người mang vải đi, sau đó ngồi trong xe ngựa cùng nhiều ngũ nương. Thiếu phu nhân làm như vậy có ý gì? đêm đấu gấm ở tán hoa lâu tiết độ sứ đại nhân yêu cầu một loại gấm hiếm triệu gia đã đẩy nhanh tốc độ dệt làm sao có thể để hoán hoa phường nhuộm lấy tiện nghi tiết độ sứ tham lam thừa thái sao hắn có thể bỏ qua loại vải thượng hàng này muốn còn có thể muốn nhiều nữa với khăn che mặt như ngũ nương nhìn trong mắt trong suốt như nước như chứa đựng một tia sáng vàng xe ngựa vừa ra khỏi thành người ở ngoài xa xa nhìn thấy Dương Tĩnh Uyên từ Tam Đạo Yển đến, báo cho Nghiêu Ngũ Nương. Thiếu phu nhân. Ngọc Duyên định khuyên, nhưng Nghiêu Ngũ Nương đã nhấc màn xe lên. Gió lạnh kèm theo tuyết thổi qua, nàng ưỡn thẳng lưng, nhìn thấy Dương Tĩnh Uyên dẫn người hầu tiến gần mình. Ở đất thục, nam tử có khuôn mặt thanh tú chiếm đa số. Nghiêu Ngũ Nương ưng ý triệu tu duyên. Ngoài việc triệu gia và dương gia là đối thủ không đội trời chung, vẻ ngoài thanh tú của triệu tu duyên cũng là một lý do. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Dương Tĩnh Uyên, như ngũ nương lại nhớ đến hình ảnh hắn dưới ánh mặt trời ở Nhiêu Gia. Bất giác bị cuốn vào lưới tình, nàng thường mong hắn có gì đặc biệt, nhưng nhân tính là vậy, không chiếm được thì luôn thấy bí ẩn và mê hoặc. Khiến nàng cả đời muốn cùng hắn dây dưa, không thể buông tay. Khi lướt qua nhau, Dương Tĩnh Uyên thậm chí không liếc nhìn nàng. Nhiều ngũ nương càng muốn gọi hắn lại bắt chuyện. Dương Tam Lang. Dương Tĩnh Uyên trên ngựa quay đầu lại, cười nhạt. Triều nhị nái nái có việc gì? Hắn từ Tam Đạo Yển đến, có lẽ đi gặp quý anh anh. Dù Dương Tĩnh Uyên mắng hay phiền nàng, nàng cũng không bận tâm. Nhiều ngũ nương không thể chịu được sự lãnh đạm của hắn. Nhìn thấy trên yên ngựa có hai chiếc lồng phủ dày lông, nàng tò mò hỏi. Dương gia Tam Thiếu Gia đang mang bảo bối gì đấy? hỏi chuyện khác cũng được nhưng lại hỏi chuyện này dương tam lang ngoài dự đoán trả lời nàng ngày mai ta đi quý gia đặt lễ đính hôn ta đã chạy đến gia châu để bắt một đôi nhạn sống trời giá rét nhạn bay về phía nam hắn vì quý anh anh mà xuôi nam đến gia châu bất chấp gió tuyết chạy hơn trăm dặm để bắt một đôi nhạn sống bình thường hắn tuyệt đối sẽ không đáp lại nàng chỉ vì khoe khoang đôi nhạn sống này khi triệu gia đến nghiêu gia đặt lễ đính hôn họ cũng mang một đôi nhạn sống. Triệu gia cũng khoe khoang, nói dù thời gian eo hẹp, họ vẫn mời người từ Gia Châu trên bờ Trường Giang bắt một đôi. Cũng không phải Triệu Tu Duyên tự mình đi bắt. Cùng là nhạn, nhưng nam nhân thì khác biệt. Nhiều ngũ nương tự mình tìm sự không thoải mái, hận đến đau lòng, nhưng lại hưởng thụ cảm giác này. Như vậy, nàng mới cảm nhận được ý nghĩa của việc gả cho Triệu Tu Duyên. Nhiều ngũ nương khiêu khích nói, Quý nhị nương có yêu ngươi không? Trước đây nàng ái mộ lang quân của ta, nghe tin lang quân đính hôn với ta, nàng khóc suốt hai ngày hai đêm, người quý gia đều nghĩ nàng không sống nổi nữa. Nàng bây giờ sống rất tốt, sau này gả cho ta sẽ sống càng hạnh phúc hơn, không nhọc triệu nhị nãi nãi bận tâm, gió tuyết quá nhiều, không để chỉ hoán triệu nhị nãi nãi về nhà cùng phu quân đoàn tụ. Cáo từ Dương tĩnh uyên giả vờ cười, thúc ngựa đi ngay. Bây giờ sống rất tốt, tương lai, chắc chắn sống không bằng chết. Nhiều ngũ nương buông rèm xuống, hắt hơi một cái. Ngọc Duyên lo lắng, vội vàng nhét lò sưởi vào tay nàng, rót chén trà gừng nóng cho nàng. Thiếu phu nhân cần gì mỗi lần đều cãi nhau với Dương Lang Quân? Nhiều ngũ nương buồn bã cười. Ai nói ta chỉ cãi nhau với hắn? Một ngày nào đó, ta muốn hắn phải cúi đầu thừa nhận hắn mù mới không cưới ta. Cuộc sống này thật không thú vị, không có gì để trông đợi, làm sao mà sống được? Ngọc Duyên nhẹ giọng nói. Ngài yên tâm, nô tỳ sẽ luôn ở bên ngài. Nhiều ngũ nương đưa tay vuốt ve vết thương trên gò má nàng. Dưỡng thêm vài ngày nữa là sẽ khỏi, may mắn là có ngươi. Ngọc Duyên xúc động nói. Nô tỳ sẽ không rời xa thiếu nái nái. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.